Theo các chuyên gia, trong nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Quảng Đông, ngoài thiết bị điện tử, thì những mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, trà, tiêu, ớt, thanh long và thực phẩm chế biến luôn chiếm ưu thế. Việt Nam còn đóng vai trò cửa ngõ cho tỉnh Quảng Đông, mở rộng hoạt động thương mại, đặc biệt là tại khu vực ASEAN giàu tiềm năng. Tại hội nghị xúc tiến thương mại Trung Quốc Quảng Đông Việt Nam do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Hiệp hội xuất nhập khẩu Quảng Đông vừa được tổ chức nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối nông sản vào thị trường Quảng Đông Trung Quốc. Theo ban tổ chức, ngoài giới thiệu thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện này cũng là cơ hội để các chuyên gia giải đáp những vướng mắc nhằm tháo gỡ vấn đề về thủ tục hải quan, logistics, thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia xuất khẩu, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch.